Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Zutaki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay mình sẽ quay lại chỗ nhà cũ của mình để farm kinh nghiệm các ông ơi. Nãy giờ mình cũng farm được một ít rồi và mình cũng đã sửa chữa lại cái chỗ farm kinh nghiệm ấy để cho việc farm kinh nghiệm trở nên dễ dàng hơn ấy các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống chỗ farm cho các bạn xem nha. Hãy mình chỉ thay đổi cái cách thức mà để tiêu diệt mấy con zombie ấy. Lúc trước thì mình phải đánh cho nó tới chết luôn, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần cứ như ngồi áp ca thôi các bạn à. Đó, mình chỉ cần ngồi áp ca một xíu để cho nó tự động rơi xuống dưới đây. Đó, ở dưới kìa. Đấy, cũng khá nhiều tại nãy giờ mình có farm một ít các bạn để có được 46 level và enchant cúp ấy. Đó, tại vì hiện tại mình cần cái cúp gia tài 3 lắm các bạn ơi, để mình đào được nhiều kim cương ấy. Và trong ngày hôm nay thì Lộc sẽ cố gắng mà farm tầm đủ kim cương để làm một bộ giáp các bạn. Tại hiện tại mình đang dùng giáp sắt này khá là yếu luôn. Đó, bị mấy anh kẻ cướp dân làng ấy đánh hôm qua muốn xỉu luôn ấy các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ cố gắng farm thêm kinh nghiệm và enchant đồ nha. Ok, giờ mình sẽ farm hết số này luôn các bạn. Đó. Đấy, rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Rồi, đấy, áp ca càng lâu thì được càng được nhiều nha các bạn. Mà bây giờ thì mình sẽ gác qua cái chuyện farm kinh nghiệm đi. Mình sẽ qua cái khu rừng gỗ sò sẩm ấy các bạn. Mình cần gỗ sò sẩm thì sắp tới mình còn xây dựng nữa. Ok, bây giờ chúng ta cùng qua cái khu gỗ sò sẩm luôn nha. Đó, zombie mới rớt xuống đó các bạn. Đó, mình cần cây nấm này nè các bạn ơi. Đó, để mình làm mấy cái bát sắp đây. Ok, bây giờ mình sẽ về ngủ cái đã. Rồi qua cái khu rừng gỗ sò sẩm nha. Ok các bạn ơi, mình đã tới cái chỗ gần gỗ sò sẩm ở này. Đó, ở trước có cây nấm bự mà hôm qua mình nói đây. Đấy, hình như đập mấy cây nấm này nó sẽ rơi ra mấy cây nấm màu đỏ đó các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đập ra thử nha. Ủa? Không ra à? Ra nè. Đó, mình sẽ lấy thật là nhiều luôn nha các bạn. Mà không biết cái cây nấm này có thể trồng không các bạn ơi. Các bạn nào biết cách trồng cây nấm này thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Cũng như mình muốn có thêm nấm ấy. Đấy, mỗi lần cần thì mất qua đây đào thì khá là mất thời gian luôn các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy mấy cái mầm gỗ sò sẩm này để về cái khu rừng của mình trồng đấy. Đó, mình đã mở công thức rồi kìa. Và giờ mình sẽ lấy tầm 8 cái mầm đi để được 2 cây á các bạn. Hình như cái cây này chỉ trồng được 4 cái mầm sát nhau thôi các bạn ơi, chứ không trồng từng cái mầm được ấy. Cho nên các bạn lưu ý nha, lấy thì nên lấy tầm 8 đến 4 hoặc 8 cái mầm ấy để có thể trồng được nha các bạn. Đó, rồi ok. Giờ mình sẽ lấy thêm chặt thêm một cây này nữa đi. Đó, để cho dễ tìm ra mấy cái mầm hơn đó các bạn. Rồi, và như cây này ấy, vẫn rơi ra táo nha các bạn ơi. Hôm bữa mình có chặt một cây nhưng mà nó rơi ra tới 3 trái táo luôn. Đó, thành ra cây này là cây thứ 2 trong Minecraft mà mình thấy nó sẽ rơi ra cái trái táo mà khi mình chặt cái lá, đập cái lá ấy. Đó, khá là hay luôn. Rồi, với lại cái gỗ này cũng khá là đẹp đó các bạn. Đó. Cái cây nấm nữa kìa. Mình nghĩ mình sẽ chặt luôn cây này đi. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đào ra. Rồi. Mình được 20 luôn nè. Đó, khá là nhiều luôn đó các bạn. Lúc đầu mình cứ tưởng nấm này thì không thể farm được đâu các bạn ơi, chỉ tìm được trong mấy cái hang ấy. Mà về hôm bữa mình đập cái mấy cái nấm màu đỏ này, cái nó rơi ra luôn. Đó, mình mới biết ấy. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm lại mấy cái mầm nào. Nó rơi ra mầm này. Mình được 2 cái mầm thôi. Mình nghĩ mình sẽ chặt thêm ấy. Ok, giờ mình sẽ lấy đủ số mầm rồi quay trở lại khu nhà của mình nha các bạn. Ok, cảm ơn, mình đã lấy đủ số mầm rồi. Sẵn tiện mình qua bên đây ấy thì mình sẽ thử sử dụng cái ngôi làng ở cạnh bên này để xóa bỏ cái hiệu ứng điểm 62 nha. Điểm 62 á. Bữa hổm chỉ điểm 6 thôi các bạn à. Hôm nay là điểm 62 rồi. Có lẽ điểm 62 thì sẽ nhiều mấy con kẻ cướp dân làng hơn ấy. Ok luôn, giờ mình sẽ dùng cái ngôi làng bên đây để kiểu như xóa cái hiệu ứng này nha. Tại vì ngôi làng sa mạc bên khu rừng của mình ấy, mình thấy khá đẹp luôn. Mình không muốn ngôi làng đó bị xâm lăng đâu. Mình sẽ hy sinh một ngôi làng bên đây đi. Tại vì ngôi làng bên đây cũng khá là ít dân làng các bạn. Đấy, ok. Với lại cái địa hình bên đây thì bằng phẳng hơn nhiều, cho nên mình có thể chiến đấu để bảo vệ mấy ảnh này. Rồi, giờ mình sẽ quay lại khu làng để... Mà không biết cái hiệu ứng này có sử dụng lên một ngôi làng 2 lần được không nhờ? Tại vì ngôi làng này hôm bữa mình có dùng để xóa cái hiệu ứng điệp xấu rồi. Ok, giờ mình đã quay lại ngôi làng này. Đó, lâu quá không gặp mấy ảnh. Tại hổng ra mình ở khu rừng ấy các bạn. Rồi, giờ đi vô làng thôi. Đó, để coi khi nào mới hết hiệu ứng nha. Rồi giờ mình sẽ vô giữa ngôi làng nữa nha bạn. Đó, cái hiệu ứng điểm xấu nó xóa nè các bạn, nhưng mà bây giờ mình phải chiến đấu ấy. Chờ để mình tìm cái ngôi nhà nào mình vô mình ngủ trước các bạn. Anh mới đánh chuông kìa, anh mới đánh chuông kìa các bạn. Mấy anh sợ hay sao ấy, mấy anh chạy quá trời kìa. Ui. No, ngủ cái đã, ngủ. Giờ mình sẽ tìm đây, ngủ tạm đây đi các bạn. Rồi ngủ. Lẹ, còn ra bảo vệ mấy ảnh nữa, không thôi mấy ảnh bị mấy con kẻ cướp dân làng bắn chết đó các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ lấy cây nỏ cái này. Đó, chiến đấu thôi. Ui, nó cầm cái cây nỏ anh chan luôn. Ghê quá. Thì mình sẽ lấy cái khiên lên. Oh my god. Ui, ghê quá. Ui da. Bắn nhau đi. Rồi, giờ cầm kiếm luôn. Quýnh nè, ui da. Đó, giờ mình sẽ lợi dụng mấy ảnh luôn các bạn. Kiểu như cho mấy ảnh bắn nhau ấy. Đấy. Đó. Rồi, một anh rồi. Về hai anh. Ba anh. Anh thứ tư nè, về được một đợt rồi các bạn. Đó, giờ tới đợt hai này. Đợt hai không biết đi từ hướng nào ta. Mấy anh này đi từ nhiều hướng lắm các bạn ơi, nên không biết đường đâu mà lần luôn ấy. Ủa đâu rồi? Hình như còn nói sao các bạn à, nó chưa hết nữa kìa. Để mình đi xung quanh coi để xem cả mấy tên kẻ cướp dân làng này đi từ hướng nào nha. Ở đây không có này. Mũi tên găm quá trời luôn kìa các bạn. Ủa vậy là còn nữa hay sao ta? Ủa mà sao mình không gặp này? Ui trong đây. Ui da. Nãy giờ quýnh anh dân làng của tôi. Về xong đột bột đó bạn. Ui nãy giờ anh này bị tên thanh niên kia dí trong nhà các bạn ơi. Anh sợ quá anh chạy kìa. Tội nghiệp anh ghê á, mà không sao đâu, mình sẽ bảo vệ mấy anh dân làng ha, hết sức luôn các bạn. Nó anh đánh chuông kìa. Ui, nó mới thổi cái gì các bạn ơi, kiểu như thổi kèn ấy. Ok. Đi đâu vậy mấy nhóc? Đi đâu vậy? Nó, ui, nó cầm dù gỗ các bạn à. Mấy thanh niên này không đánh. Hôm bữa thì mấy thanh niên này em cầm cái rìu bằng đá các bạn à, hôm nay thì không cầm rìu luôn. Quýnh nè. Ui chạy đâu. Còn thanh niên cuối thôi. Chạy hả? Hôm nay mấy ảnh cầm rìu đá cho nên mình cũng không lo cho lắm. Rồi để mình xem nào. Được 2 em rồi các bạn. Wow. Giờ tới đợt 3 này. Không biết đợt 3 này có mạnh hơn không nhờ. Tại đợt trước thì đợt 3 nó... Ui, con gì kìa. Ui con gì các bạn ơi. Ui con heo. Ủa không, con trâu chứ. Ui đừng. Đi ra. Đợt này đông lắm các bạn. Quýnh nó luôn. Con đó nó bự lắm các bạn ơi. Ui da. Ui. Này, phù thủy hả? Phù thủy, quýnh phù thủy luôn. Con trâu này bị gì này? Chạy nè. Nhiều máu cực lắm ơi. Còn tên này nữa. Quýnh tên này chứ à. Cầm đầu. Đầu đảng hả? Quýnh tên đầu đảng chứ các bạn. Rồi, giờ tới cái con này thôi. Đây. Me lại mấy anh dân làng đúng không? Này thì me nè. Me hả? Ui mình được cái yên cưỡi này. Mình đánh nó ra được cái yên cưỡi các bạn ơi. Wow. Rồi. Cái này lần này tới 4 đợt luôn à. Lâu lắm các ông ơi. Đánh này khá là mất thời gian luôn ấy. Mình nghe. Đây. Lần này còn đông hơn nữa. Bả phù thủy luôn. Dạ. Bắn nè. Bắn hả? Bắn. Phù thủy quýnh. Nè, uống thuốc này, quýnh phù thủy, quýnh này. Thanh niên phù thủy chọi thuốc vô mấy anh kia để tăng sức mạnh đó các bạn. Quýnh nè, phù thủy hả? Phù thủy. Rồi, tên cuối. Về. Rút. Còn hai tên nữa. Ở đây 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 đây. Thì ra vô đây núp hả? Núp hả? Núp này. Ui. Núp này, này thì núp. Còn một tên nữa thôi. Để mình xem tên kia núp ở đâu nha các bạn. Mấy thanh niên này cứ như sợ các bạn à. Bị mình quánh giết toàn chui vô nhà núp thôi. Trong kia hay gì kìa. Đâu ta? Không, cái đó anh Nhân Làng. Ủa còn tên nữa đâu ta? Ủa ngộ nhờ. Ủa có cái nào anh núp trong nhà này không ta? Trong này không có các bạn ơi. Ủa vậy thanh niên kia đâu rồi? Thanh niên kia núp kín thế. Oh my gosh. Để mình qua đây coi. Nhiều khi mấy ảnh chạy qua tít bên đây luôn các bạn à. Chỗ này không có. Cái này sửa chữa phù phép. Cái này cái gì nữa các bạn? Đá mài về. Mới lụm được block mới nữa các bạn ơi. Vàng hoa thuốc lụm luôn. Để mình xem coi tên kia núp ở đâu nha. Còn có một tên thôi các bạn ơi mà. Ở đây 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 đây. Đi đâu nè? Đi. Xong hôm nay mấy anh này hiền nha, không đánh mình các bạn. Chạy nữa. Mọi bữa hổ báo lắm các bạn ơi, cầm ghiều đánh mình các kiểu luôn, hôm nay chạy kìa. Sợ mình hay sao các bạn à? Mình dí luôn này. Này, đâu? Chạy đi đâu. Cái điểm 62 này kiểu như nhiều trận chiến hơn các bạn. Đợt trước thì chỉ có 3 lần thôi, đợt này lần thứ 5 rồi này. Wow, 5 lượt luôn. Hướng bên đây, đâu ta? Ở đây 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 đây. Chiến này là tấn công từ ui. Oh my gosh. Nguyên binh đoàn luôn các bạn ơi. Có con gì nữa nè. Lần này dám hổ báo hả? Được cái này luôn nè. Con gì á? No. Lần này có cái ông pháp sư luôn các bạn ơi. Hết phù thủy tới pháp sư ấy. Con kia quýnh mạnh lắm. Cái con lùm lùm các bạn. Chạy. Lần này là mình đánh hết lợi các bạn ơi, kiểu như có nhiều tên quá ấy. Nhất là cái tên nhỏ nhỏ đó kìa. Rồi chiếc này mình không bảo vệ làng được rồi. Chết rồi. Đồ mình cùi quá à, nó bắn mình mất máu nhiều cực luôn ấy. Oh my gosh. No, anh ơi. Ui da. Oh my god. Mấy tên kia bay xuyên tường các bạn. Ăn vô. Mấy tên này làm gì đây? Con trâu này. Hôm nay gặp được con trâu. Hư Khiên ơi. Chạy. Hư Khiên. Mày có. Giờ mình phải làm một cái khiên mới các người. Mày quá, mình có đem theo sắt này. Mình phải có cái khiên mình mới đánh lại ấy. Mày có dí mình tới nơi luôn rồi kìa. Chạy. Làm cái màn chế tạo lại á. Màn chế tạo đây đặt xuống luôn. Mà làm một cái khiên nào. Chui vô trong luôn ơi. Đi ra. Oh my god. Mình sẽ làm một cái khiên lẻ các bạn ơi. Lẹ. Cái khiên đâu? Mình hết gỗ. Mình hết gỗ lẹ. Túng rồi, lúng túng các bạn ơi. Được rồi nè. Rồi đi vô đây làm gì? Đi ra. Mấy con kia ghê thế. Mấy con mà con bye bye các bạn. Mấy con đó con gì các bạn nhớ comment nha. Nó đánh khó chịu lắm các bạn. Quýnh này. Oh my gosh. Nguyên binh đoạn luôn á các bạn ơi. Kìa. Oh my gosh. Giờ mình sẽ đánh tên này trước. Quýnh này nè. Mình đánh từng anh trước các bạn ơi, đánh một lần nhiều anh không được đâu. Đánh tên này cho gớt nại luôn. Này thì ha, cởi trâu này. Đánh tên phù thủy này trước luôn. Đánh luôn. Gơ lọ thuốc. Chạy đi đâu con bò. Con trâu chứ. Đi đâu hả con trâu? Này thì dắt cưỡi nó nè. Cho nó cưỡi hả? Mình đánh nó sẽ gơi ra cái yên cưỡi nha các bạn. Này thì dám chở tên kia lại phá làng này. Giờ mình sẽ vứt mấy cái rìu này đi. Rồi. U, mình được cái vật đổi trường sinh luôn này. Yeah. Ok, mình sẽ thử tên này nè. Núp hả? Chơi quýnh lộn mà nớp. Này thì nớp này. Anh Yên chơi quýnh không lại nớp các bạn ơi. À kìa còn cái nữa kìa. Lần này chiến đấu hơi bị lâu luôn á các bạn ơi. Này thì dám me quýnh anh dân làng. Quýnh hả? Hôm nay mấy anh này kiểu như không có đánh mình các bạn. Ui, gần chết rồi. Chạy. Oh my god. Xém nữa đai luôn các bạn ơi. Còn nữa hả? Còn nữa các bạn ơi. Để còn mình đếm coi còn mấy anh nhân làng nha. Một anh này. Còn anh nào nữa không ta? Bên đây còn anh nữa hay sao này? Chẳng lẽ cái làng mình còn một anh hay sao các bạn? Rồi chứ này mình bảo vệ không được rồi. Đồ mình yếu quá các bạn, phải chừa đánh vào hồi máu ấy. Ok kìa, nữa kìa. Ok, giờ chắc mình phải ngủ rồi đó. Ngủ trước đi các bạn ơi. Không được ngủ luôn. Không được ngủ, trời tối thui sao các bạn xem được. Ok, chắc bây giờ mình đi kiếm chỗ nào xa đi rồi mình ngủ cái các bạn ơi. Cái này có giường không? Không có giường nữa. Ok, giờ chiến đấu trong màn đêm luôn chứ sao giờ các bạn. Ok, ngủ được nè. Rồi, giờ mình sẽ ngủ đi, rồi sáng thức dậy chiến đấu tiếp các bạn. Giờ trời tối hơi khó nhìn ấy. Ok. Ui. Này thì lại gần à. Quýnh nè. Rồi, một tên. Mình nghĩ đây là đợt cuối đó các bạn à. Nãy giờ đợt này đợt thứ 6 hay 7 gì rồi. Hai tên rồi. Lần này lại dắt trâu theo nữa. Mấy tên này nuôi nhiều trâu thế. Oh my god. Dạ. Này thì he cướp làng. Này thì chạy nhông hả? Quýnh tên này luôn. Lần này không có tên cửa trâu các bạn ơi. Đấy, lần này có một con đó nữa kìa. Cái con bye bye các bạn. Bye. Mình đánh nó đường cái rồi. Nãy giờ mình mới đánh trúng nó luôn á. Gần chết rồi. Oh my god. Rồi. No. 4 mấy level của mình. Da cái con nhỏ đó đánh đau cực các bạn ơi. Oh my god. No. Rồi giờ mình không còn gì trong tay. Giờ mình phải lấy lại đồ đó. Quá trời đồ này. Mình sẽ mặc giáp vô đã. Da. Đừng. Dám đánh hả? Chạy đầu con sâu. Nó đánh đau lắm các mọi người. Giờ mình sẽ lấy cái khiên nè. Đó. Rồi, ăn vô. Nãy giờ gần hết thịt rồi này. Núp hả? Núp ở đâu? Núp hả? Pháp sư mà đi núp. Nữa hả? Mình được một cái ấy nữa kìa. Cái gì vật tổ trường sinh vậy các bạn? Mình được 2 cái rồi. Quýnh. Này thì he bay này. Còn một tên nữa đâu? 2 tên nữa. Mà có, mình sẽ đánh con trâu chứ các bạn. Mình nhìn con trâu mình không ưa chút nào luôn ấy. Này thì con trâu. Kiếm chuyện hả? Ui da. No. Mấy con bài đó quýnh mạnh lắm các ơi, mà nó nhanh nữa. Mình đánh không lợi rồi. Cẩn thận mới được các bạn. Dạ. Chiến đấu với mày tới cùng luôn. Đánh mày luôn này. Một tên. Ok, còn tên nữa. Đánh hồng. Rồi xong rồi các bạn ơi, giờ chỉ việc hạ mấy tên này thôi. Con trâu này, này thì chạy đâu? Chạy hả? Chạy này, này thì trâu. Giờ mình sẽ vứt cái này đi để mình lấy cái yên đó các bạn. Nãy giờ mình được 3 cái yên đấy. Còn con nữa. Mình ghét cái mấy con này cực này. Nãy giờ me. Nó chui dưới lòng đất rồi. Té. Giờ mình sẽ xử mấy con này cái đã. Hôm nay chiến đấu hơi bị nhiều các bạn ơi. Hổng rày yên bình quá. Hôm qua hơi thôi. Hôm nay là không được yên bình với tụi này luôn ấy. Nó kéo tới liên tục các bạn à. Mới có điểm 62 thôi đấy. Đã đông như vậy rồi. Ok, giờ còn một tên cuối cùng thôi các bạn. Rồi, giờ sẽ tìm tên cuối cùng để xử. Này thì núp này. Mình nghe tiếng rồi nha. Chạy. Chạy đi đâu? Hey man. Tại sao lại cướp làng của tôi hả? Giờ mình mình tra tấn ảnh luôn các bạn. Dùng tay đập ảnh nè. Này thì ăn hiếp làng này. Cái cuối cùng. Bụp. Này thì dám hiếp làng của Lộc này. Xâm lược chiến thắng. Yay. Cuối cùng mình đã chiến thắng cái trận chiến này các ơi. Và mình đã thu được hai cái vạch đỏ trường sinh này. Đó, cũng như là được 3 cái yên cưỡi. Lần này tới 3 con trâu luôn các bạn ơi. Ok, như vậy là mình đã bảo vệ làng thành công rồi. Giờ mình sẽ đếm cái dân số của ngôi làng lại nha các bạn. Nãy hình như là 3 anh dân làng hay sao ấy. Giờ mình sẽ đếm coi còn bao nhiêu anh sống sót nha. Ở đây hình như là mình được cái gì nữa nè. Người hùng của ngôi làng. Vậy mình đã trở thành người hùng của ngôi làng rồi các ơi. Tại vì mình đã giúp mấy anh dân làng ấy bảo vệ sự bình yên ấy. Mình cũng ngõm một lần rồi đấy. Cho nên không biết cái này được cái hiệu ứng gì ta. Người hùng á. Để mình lại anh dân làng này mình coi có gì không nha. Anh đâu rồi? Thì ra người hùng là được giảm giá các ơi. Ok mình hiểu rồi. Là mình khi mình có hiệu ứng người hùng ấy, mình sẽ được giảm giá khi mua đồ các bạn. Được đấy, được đấy. Rồi giờ mình sẽ coi còn bao nhiêu nhân làng còn sống nha. Đừng nói là còn có đúng một anh nha. Làng này nãy tới 3 anh lần các bạn ơi. Oh my gosh. Anh ở đây đâu mất tiêu này. Mình không bảo vệ được hết các bạn ơi. Mình chỉ bảo vệ được có một anh linh mục hồi nãy à. Còn hai anh kia chắc bị mấy tên kia giết mất tiêu rồi. Ok đi các bạn, ít nhất mình cũng bảo vệ cái ông nhân làng cuối cùng của làng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về nhà thôi. Hôm nay chiến đấu hơi bị nhiều luôn đó bạn ơi. Ok, giờ trở về nhà thôi. Ok cảm ơn, hồi nãy giờ thì mình chiến đấu và mất hết kinh nghiệm do bị mấy tên kẻ cướp dân làng đánh chết đi. Cho nên bây giờ mình phải ngồi đây và áp ca farm đủ kinh nghiệm thì mới quay trở về nhà được nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình farm đủ level nha. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ làm một cây cúp kim cương mới nha. Để mình enchant và kiếm cái dòng gia tài thì đào mới được nhiều kim cương ấy các bạn. Ok. Và mình sẽ chế tạo thêm một cây cúp bằng gỗ ấy để reset level các bạn ơi. Tại vì dùng cúp gỗ thì nó sẽ rất là rẻ luôn. Lại hiệu suất 4 này. Mình gần hết kinh nghiệm luôn đó các bạn ơi. Nửa hiệu suất 4 nữa hả? Oh my god, mình còn 33 level kìa. Rồi mình bấm lộn rồi. No, mình lỡ bấm lộn cây cúp hiệu suất 1 các bạn ơi. Thiệt tình á. Rồi, giờ phải làm thêm một cây cúp mới nữa. Có nên không ta? Ok, chơi lớn luôn nha các bạn, hôm nay chơi lớn luôn. Mình sẽ làm thêm một cây cúp nữa. Hơi phí các bạn ơi, mình đã không có kim cương mà còn làm cái gì nữa. Thiệt tình á. Mình sẽ làm reset lại level các bạn. Rồi để cúp vô. Hiệu suất 4 này, lần này mình sẽ lấy dòng hiệu suất 4 nha bạn. Rồi xong luôn. Hôm nay enchant thật là thất bại các bạn à. Mình enchant nãy giờ nhưng mà không ra được cái cúp gia tài các bạn. Đã vậy mình còn lỡ tay ép nhầm cây cúp hiệu suất 1 nữa. Thôi kệ đi. Mình lấy cây cúp mềm mại mình đi mai cũng được các bạn. Để mình lấy cái quặng gì trước ấy. Rồi sau này mình có kim cương thì mình sẽ đúp nó ra sao các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi chúng ta cùng đi mai nha. Khá là buồn. Ở đây có một cái hang nè các bạn, khá là sâu luôn này. Hy vọng là không phải hang cục nha. Hang cục là xong luôn ấy. Rồi giờ sẽ nhảy xuống nha. Nhảy lần 2 này, lần này mình hy vọng sẽ thành công nè. Thành công rồi. Wow, nó đi xuống tuốt dưới đây luôn các bạn ơi. Đấy, mấy cái hang lại tròn mình nữa rồi đấy. Chắc bây giờ mình sẽ đào sẵn dưới luôn nha bạn, mình sẽ trip mining luôn nha. Rồi ok, mình sẽ đào thẳng xuống tầng 11 các bạn ơi. Để mình đào kim cương nữa. Chứ tìm hang về hoài mà toàn là hang cục thôi các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đào xuống tầng 11 nha. Ok các ơi, mình đã đào xuống tầng 11 đây. Và bên đây là một cái hang này. Wow, mình sẽ đổ lava ra đi. Để cho tránh trường hợp mình đi rớt xuống lava các bạn. Hiện tại đồ mình đồ sắt ấy, cho nên rớt xuống lava là sẽ chết ấy. Trong đây có nấm nữa này. Mình thử đi quanh kia coi, bên kia còn cái hang nữa hay sao các bạn. Giờ gặp mấy cái chỗ gần gần lava này mình sẽ thử chết các bạn ơi, nhiều khi nó lại có kim cương ấy. Mình sẽ đi qua đây cái đã. Cái hiệu ứng cái gì người hùng ấy nó cứ bay bay khó chịu thật các bạn. Giờ uống sữa thì sau này mình muốn trao đổi thì nó sẽ hơi mắc ấy, cho nên mình không có uống sữa để giải cái hiệu ứng này đâu. Mà cái điều đi nó hơi khó chịu, các bạn thông cảm giúp Lập nha. Ok, giờ mình sẽ thắp đuốc lên cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ đào một đường thẳng luôn nha. Đào một đường thẳng rồi khi nào mình cảm thấy dài mình sẽ bắt đầu đào ra hai bên đấy các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy kim cương hay là một cái hang khác nha. Yeah, mình đã tìm được kim cương rồi cảm ơn. Bây giờ mình sẽ dùng cây cúp mềm mại để đem mấy cái quặng này về nha. Vậy mới tìm thấy cái hang mà gặp được kim cương rồi đó các bạn. Đó. Được 4 quặng à. 5 quặng, 6 quặng luôn. Yeah. Từ từ đang gỡ vốn lại đó các bạn. Sẵn tiện khám phá cái hang này luôn đi các bạn ơi. Đó, được 6 quặng rồi. Đó, khá là easy luôn. Ở đây có la biết nữa này. La biết chắc mình dùng cái cúp mềm mại để đào luôn nha các bạn, để mình đem nguyên cái quặng về luôn ấy. Chứ đập ra một lượt thì nó hơi choáng chỗ các bạn ơi. Mình sẽ đập cái sắt ra luôn này. Đó. Mới thấy cái hang mà đã gặp được kim cương rồi, khá là may mắn ấy. Giờ mình sẽ tiếp tục đào luôn các bạn. Tập này mình sẽ cố gắng gỡ lại mấy cái viên kim cương mà mình đã lỡ làm phí ấy. Đó. Trước tiên mình phải đào hết sắt chỗ này cái đã, không được bỏ lỡ đâu các bạn ơi, tại vì bây giờ sắt mình cũng khá là cần á. Rồi mình sẽ đạp cái này ra, đi quanh đây luôn đây. Ở đây còn nữa này. Cái hồ này cũng khá là bự đấy các bạn. Bên còn cái hang nữa các bạn ơi. Vậy mình sẽ qua đây thử coi để coi còn kim cương không nha các bạn. Tại vì bên đây mình thấy hình như còn hang hay sao này. Đó. Kim cương nữa kìa. Yay. Oh my gosh. Đây là tọa độ nhá. Đấy. Gỡ vốn đang gỡ vốn lại các bạn. Giờ mình sẽ đập cái đây ra trước đã. Để không thôi có nó thấy không? Có lava dưới kìa. Đó, để gì an toàn nhất các bạn, để không bị mất mấy viên kim cương ấy. Rồi, sẽ đào ra. Đó. Yeah. Ok, vậy là ổn rồi. Đó. Ở đây hết rồi đó các bạn ơi. Vậy là xong rồi. Một cái hang mà mình tìm được tới 10 quặng kim cương là ok rồi đấy các bạn. Khi nào mình có cúp gia tài mình sẽ đúp nó lên thì sẽ được tầm 10 mấy đến 20 mấy viên ấy. Đó. Khá là easy luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ đào tiếp thôi nha các bạn. Ok, cảm ơn. Mình vừa tìm được một cái hang nữa nè. Cái hang này cũng khá là sâu đây. Không biết có kim cương giống như cái hang hồi nãy không nữa, nhưng mà mình sẽ thử đi tìm xung quanh thử xem nha. Bên kia còn nữa kìa. Được đấy, được đấy. Ok, giờ mình sẽ đào cặp mé này nha các bạn. Nhiều khi ở sát mép của lava ấy, nó sẽ có kim cương các bạn, như hồi nãy ấy. Đó, trong một hang mà mình tìm được tới 2 cái. Oh my god. Yeah, đây là tọa độ nha, cho bạn nào cần. Rồi, có kim cương nữa rồi. Yeah, wow. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ đập ở đây trước nha, để coi có lava không á các bạn. Đấy, mình sợ có lava dữ lắm. Đó, giờ đào ra thôi. Được 4 quặng nữa là mình được 14 quặng rồi. Yeah. Rồi mình sẽ đào mấy cái la biết này ra luôn nha. Đó. Ok, cảm ơn. Mình đào được 8 quặng kim cương ngay tại đây nè, nhưng mà mình quên ấn nút quay ấy. Và đây là tọa độ nha, bạn nào cần thì có thể đào xuống đây và check in coi có phải mình có ăn gian hay không nha. Sorry các bạn vì mình hơi sơ ý một xíu. Ok, giờ chắc mình quay trở về thôi các bạn ạ, tại vì mình hết thức ăn rồi này. Ok, giờ mình sẽ quay trở lên nha. Nhớ nha, đây là tọa độ nha các bạn. Ở bên trái này, bạn nào không tin thì có thể đào thẳng xuống đây và kiểm tra coi có đúng là 8 quặng không nha. Ok, giờ mình sẽ quay trở lên nha các bạn. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được 2 cái vật tổ trường sinh này và được 22 quặng kim cương trong chuyến đi mai vừa rồi. Và ở tập sau, nếu các bạn có những yêu cầu xây dựng hay là những công thức chế tạo gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.